Rất vui được gặp lại tất cả quý anh chị cô chú ở video tiếp theo. Hôm nay em lại có mặt tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để review đến với tất cả quý anh chị một lô đất rất thích hợp để mình làm một cái view nghỉ dưỡng nghỉ mát. Tại vì lô đất này nó có cái ưu điểm là phía sau á là phía sau lô đất của mình á là lưng là tựa núi, và phía trước của mình á là giáp với suối. Thì lô đất hôm nay em muốn giới thiệu cho quý anh chị á thì có tổng diện tích là 4.000 m² và được 32 m mặt tiền đường bê tông, và phía sau nở hầu là 39 m. Sau đây mời tất cả quý anh chị cô chú đi theo chân em để đi vào lô đất. Thì lô đất của mình là nằm sát với cái mấy cái tảng đá phía trên đó quý anh chị. Giờ em sẽ đi vô cho quý anh chị cùng xem lô đất của mình ha. Thì đường á thì đường bê tông cách cái trục chính của đường Bầu Chinh Láng Lớn chỉ có tầm 50 m thôi. Đó. Cũng có khu dân cư. Một lô đất rất là thích hợp để mình xây một cái view. Đó, đường xá thì rất là thuận lợi. Ở đây thì cái mảng xanh thì rất là mát mẻ luôn. Phía trước này thì có suối nè. Phía trước này có suối. Và cũng nói luôn cái giá để cho quý anh chị được nắm là lô đất này chủ gửi bán là 3 tỷ rưỡi. Đó. Lô đất của mình nằm phía bên tay phải này nha quý anh chị. Ranh giới của mình là từ ngay cái cây gòn này và đổ xuống dưới đó 32 m, và phía sau á nở hầu 39 m. Đường thì đường bê tông rất là thông thoáng luôn. Đó, khu dân cư điện nước thì đầy đủ. Đó, phía trong này là có nhà dân này. Một lô đất rất thích hợp cho quý anh chị xây một cái view. Mình giật giật 3 cấp, mình làm một cái nhà và dưới này mình làm một cái view đứng từ trên cao đó mà nhìn xuống thấy sông nước rất là đẹp. Xung quanh mình thì nhà dân ở cũng cũng khá đông. Đó. Từ vị trí thửa đất hôm nay mà đi ra lại ủy ban xã của Bầu Chinh thì rơi khoảng tầm 2 cây rưỡi số, giáp với Láng Lớn. Từ đây mà mình đi ra lại Láng Lớn thì tầm 4 cây số, đi lên thành phố Hồ Chí Minh thì tầm 55 cây. Đó, một cái lô đất rất thích hợp để mình làm một cái view, rất là chill luôn. Phía bên này thì có một cái dòng suối nước chảy quanh năm luôn nha quý anh chị. Cỏ quá em không đi vô được. Tí nữa em sẽ gửi cho quý anh chị cái đoạn flycam để quý anh chị được dễ hình dung ha. Thì bên sát bên lô đất mình thì cũng có một một anh chủ cũng đang xây dựng một cái view cũng đã khoan giếng này. Khoan giếng ở
trên nó một cái đồi rất là chill luôn. Đó, lô đất của mình nằm bên này nha quý anh chị, sát bên cái view đang xây. Từ trên cao mà mình nhìn xuống ngay cái nhà mà trắng trắng đó là đường bầu chính năng lớn rồi nha quý anh chị. Ở trên này mà mình xây một cái khu nghỉ dưỡng thì rất là mát mẻ luôn, không khí rất mát mẻ, đường xá thì đường ô tô thuận lợi, giá bán thì 3,5 triệu. Đó, một cái view nằm đất thì nằm tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Vũng Tàu. Đó, quý anh chị thấy cái view rất là đẹp không? Đó, ngay cái phía dưới đó là đường Bầu Chinh Láng Lớn. Đó, chiếc xe đang chạy đó quý anh chị. Đó, thì từ đây mà mình đi ra đó thì tầm 70 mét thôi. Không khí rất là mát mẻ, tiếng chim kêu, tiếng suối chảy ríu róc. Quý anh chị nào đang quan tâm về một mảnh đất để mình xây cái view thì hãy lựa chọn cái mảnh đất này, rất là hợp lý luôn. Xây dựng thì quá ok, đường xá rộng rãi, điện nước thì đầy đủ, nằm gần với trung tâm của Bầu Chinh. Từ lô đất mà đi lên thành phố Hồ Chí Minh hay đi lên sân bay Long Thành thì cũng khá gần. Đó, chỉ cần về mình dọn sơ rồi mình giật xuống bậc tam cấp á quý anh chị, giật xuống ba cấp á, mình xây nhà rồi mình làm nhà mát, rồi mình làm cái bậc để mình đi lên giống bậc mà ruộng bậc thang á, nhìn một cái khung cảnh rất là đẹp luôn. Đó, ở sau thì nở hậu đẹp. Đó, khu dân cư. Đó, cái đường mà anh này đang chạy là cái đường mà để mình đi ra lại đường Bầu Chinh Láng Lớn. Sau đây em gửi gửi đến cho quý anh chị một số hình ảnh trên Flycam cũng như sổ sách để quý anh chị hình dung ra cái lô thửa đất của mình ha. Thì con đường này là con đường Bầu Chinh Láng Lớn nha quý anh chị. Cái hướng này thì hướng đi vô Láng Lớn. Thì bám theo hai trục đường này thì khu dân cư cũng khá đông, cũng có nhiều anh chị ở Sài Gòn về mua để xây dựng những cái view nghỉ dưỡng như mát rất là đẹp. Thì theo em nghĩ thì cái lô đất này thì giá cũng rất là hợp lý, tại vì ở đây mà 1.000 m² mà chưa có đường đi á, thì người ta đã bán là 1,3 tỷ đến 1,5 tỷ một sào. Nhưng mà lô này á là đường bê tông, mà sổ thì sổ sẵn, mà giá bán chỉ có là chưa đầy 1 tỷ một sào, rơi khoảng tầm 800 mấy một sào thôi. Thì lô đất rất là đáng để cho quý anh chị suy nghĩ về để đầu tư. Còn cái hướng này thì quý anh chị đi ra lại địa bàn xã Bầu Chinh, đi về Kim Long, về thị trấn Nhã Giao. Quý anh chị đang quan tâm một mảnh đất vườn để mình xây view thì thấy lô đất này mà hợp lý thì hãy liên hệ cho em dẫn đi xem đất. Sau đây em xin quay cái đoạn đường đi ra để cho quý anh chị được hình dung rõ hơn ha. Thì đường thì đường bê tông, đường thì thông thoáng, khu dân cư thì ở rất là đông. Còn phía ngoài đi vô thì đường đá cấp phối, chuẩn bị lên nhựa rồi. Thì
từ cái lô đất mình đi ra lại cái đường bờ chính lớn lớn thì chỉ tầm 70 mét thôi quý anh chị, khá là gần. Nó hướng em đang chạy là để mình lên lại thành phố Hồ Chí Minh, đi qua lớn lớn lên thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ phía ngoài đường mình có thể nhìn thấy lô đất của mình luôn. Đó. Ở đây có một cái nhà vườn làm bằng gỗ rất là đẹp. Đây là ngã tư. Ngã tư bên tay trái thì đi về đi lên Kim Long, hướng bên tay phải thì đi về Ngã Giao. Còn hướng mình đang quay trước thì là đi ra con xã chính. Em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Quý anh chị xem video thì nhớ để lại cho em một like cũng như ủng hộ em một lượt đăng ký kênh để giúp kênh của em phát triển và để cho quý anh chị những video mới nhất review bất động sản. Khi mà em đăng lên thì sẽ thông báo cho quý anh chị.